Ơi, hôm nay mời các bạn đi ra xem cái ống cống mà người ta đang làm này các bạn này. Đó, đây là một cái công trình người ta đang thi công nhá. Ui các bạn này. Trên những cái này có cái đồ chơi này các bạn ơi. Chúng mình cùng đi nhặt xem nào. Đây là em xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa này các bạn. Wow, cái này là xe cứu hỏa có vòi rồng này các bạn ơi. Đây này, đây là cái vòi rồng này. Đấy. Xe cứu hỏa này sẽ đi dập lửa đấy các bạn nhá. Ui. Mình thấy bên đằng sau kia còn rất là nhiều đồ chơi kìa các bạn ơi. Chúng mình cùng đi ra xem nào. Ôi chà các bạn ơi. Ở dưới đây này có cái gì này? Ê, đây là một chiếc xe cần cẩu này. Xe cần cẩu này hiện đại chưa? Có cả cái ủi ở đường này các bạn. Xe máy xúc ấy các bạn nhá. Wow, đẹp quá này. Hôm nay mình lại đi ra đây chơi lại gom được nhiều đồ chơi quá các bạn này. Ui, ở kia nữa kìa. Ây, đây là cái gì đây? Ây xà. Ây, đây là một em máy xúc nữa này. Em máy xúc này buồn cười chưa các bạn ơi? Xem nào. Em máy xúc. Ây xà, đây là xe poly các bạn nhá. Chuẩn luôn, xe poly ấy. Xe máy xúc poly, xoay nhá. Xoay đấy, xúc đất nhá. Xúc đất đấy. Đấy, em này là em xe poly này. Poly màu xanh nhá các bạn. Ây xà. Nào đi tiếp nào các bạn ơi. Wow, trên những cái cột cột cảnh báo này có nhiều đồ chơi quá. Ê, đây nữa này. Đây là gì đây? Wow, xe container này các bạn ơi. Đây là chiếc máy xúc nhỏ này các bạn. Ôi, đây là một chiếc cần cẩu này. Đây là xe container chở xe đồ chơi nha các bạn. Đấy, chở máy xúc này, cần cẩu này. Ui, mới tinh luôn các bạn ạ. Ây xà, hôm nay qua được nhiều đồ chơi thế nhở. Nào đi tiếp nào các bạn ơi. Đây này các bạn ơi. Có một cái đồ chơi nó rơi ở dưới chỗ này này. Các bạn đoán được đây là đồ chơi gì không? Nào để mình xem nha. Wow các bạn này. Đẹp chưa? Đây cũng là một chiếc xe máy cẩu này. Đây là một chiếc máy xúc, ô tô máy xúc này. Ây xà, đây là một chiếc xe ben nha các bạn. Xe này là xe gì bạn biết không? Xe này là xe trụ bê tông. Còn nguyên hộp luôn. Wow, đi tìm giúp em các bạn ơi. Wow, thích quá này. Ai xà xem còn không nào. Hình như là những cái cột ở dưới này là hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở đồ chơi này ra xem nha các bạn ơi. Wow, thích quá các bạn này. Wow, nhiều đồ chơi mới quá. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi mở đồ chơi nha. Let's go. Các bạn ơi. Hôm nay chúng mình kiếm được nhiều xe quá. Rồi, bây giờ mình sẽ xem xe này trước nha. Các bạn thích chưa? 1, 2, 3 xe nha các bạn ơi. Nào, ai xà, đây là xe container này các bạn. Ra rồi các bạn ơi. Do là ở ngoài công trình nên là xe hơi bị dính đất các bạn nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu này. Wow, cần cẩu nha. Pip, 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 pip. Rồi, mình sẽ xem tiếp nào. Đây là một em máy xúc nha các bạn. Xúc đất nha. Xe máy xúc nha các bạn. Wow, thích chưa? Hai xe luôn. Ây xà, rồi chúng mình sẽ cùng để xem em container này nha. Wow, đã quá trời các bạn ơi. Đấy, 1, 2, 3 xe nha. Thích quá, tí nữa chúng mình sẽ đi ra xúc đất nha các bạn. Nào, để mình xem tiếp bạn xe này nha. Mình 1, 2, 3. Ra rồi nè các bạn ơi. Đây là một em máy xúc này. Em máy xúc này nhìn chắc chắn đẹp quá các bạn này. Em này có cả cái ủi đất này các bạn. Cái ủi này là sẽ làm cho bằng phẳng mặt đường ấy các bạn ạ. Xúc này các bạn ơi. Xúc lên nhá. Xúc lên này. Thích chưa các bạn ơi. Em ấy sẽ đi làm việc nha. Xúc đất nha. Các bạn thấy không? Xúc được đất lên này. Đổ này.
Đây, xúc đất nhá. Đấy, đổ ra này. Xoay nha các bạn. Đây. Máy xúc xoay 360 độ luôn các bạn ơi. Thích chưa này? Đấy, bánh xe nhá. Rồi, sẽ để em ra đây nhá. Rồi, chúng mình xem tiếp nào. Đây là em xe cứu hỏa này các bạn. Đấy. Rồi, mình sẽ bỏ ra đây này. Hello, đây là xe poly nha các bạn. Xe máy xúc poly. Đó, cái này cũng là xúc được này các bạn ơi. Đó, mình sẽ xoay ra nha. Xúc đất nha. Đấy, xúc đất này. Đấy, xúc đất nha các bạn ơi. Chu. Đó, máy xúc poly các bạn nhá. Rồi, mình sẽ xem tiếp cái đồ chơi này nhá. Đây, các bạn đếm xem mấy xe nào. 1, 2, 3, 4 xe nha. Ai xa mình cứ mở lên nha. Nhìn. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Đây là xe gì đây? Xe này là xe cần cẩu. Đấy, nâng lên nha các bạn. Đấy, xe cần cẩu ấy. Hey, để ở đây nhá. Tiếp theo nào, mình sẽ xem xe gì đây. Ui, đây là một chiếc xe màu đỏ này. Đây, đây là xe máy xúc rồi. Đấy, đây là máy xúc nha. Đấy, xúc này. Đấy, ui, linh hoạt chưa này các bạn ơi. Đấy, máy xúc ấy. Đấy, màu đỏ nha các bạn. Hai xe này. Nào, xe thứ ba nhá. Xe ben nhá các bạn. Đấy, cái thùng ben đây này. Đấy, mình sẽ lấy đất ben lên nhá. Đây, đây là em xe gì đây? Xe này là xe trộn bê tông nha các bạn. Đấy, xe trộn bê tông màu xanh này. Đó, và cái này là cái bồn trộn này. Thích chưa? Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi ra công trình làm việc nhá. Nào, bạn máy xúc to này sẽ đi làm việc trước nhá. Máy xúc to đi làm việc nào. Xúc đất nha các bạn ơi. Ây xà, cái đất này nó rất là cứng. Rồi, bây giờ sẽ ben nhỏ nhá, sẽ đổ ra đổ đất này. Một gầu nữa nha. Rồi, đây rồi các bạn này. Xe ben sẽ đi đổ nhá. Pip 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 pip. Nào, đổ ben này. Sạch luôn các bạn ơi. Rồi, đi về nhá. Chúng mình sẽ xem máy xúc to và máy xúc nhỏ làm việc nhá. Hay các bạn thấy không? Đấy, một cái bự một cái nhỏ. Máy xúc nhỏ sẽ làm việc nhá. Pip 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 pip. Ây xà, máy xúc nhỏ làm cũng được việc hết các bạn ạ. Đấy, xúc được này. Múc được rồi. Nào, múc viên đá lên nhá. Đổ vào này. Đấy, đào đi đổ đất nhá. Pip 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 pip. Lên lên lên, sạch rồi. Nào, chúng mình xem còn xe gì không. Bây giờ đến lượt bạn xe máy nhỏ này nhá. Pip 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 pip. Xe này rất là tí hon luôn các bạn ạ. Xúc lên nhá. Cũng xúc được luôn này các bạn ơi. Được một gầu đất nhá. Nào, sẽ đổ vào xe ben nhá. Xúc tiếp nào. Đổ vào xe ben nhá. Thích quá các bạn ơi. Xúc tiếp nhá. Wow, đã chưa các bạn này.